Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sườn đê biến thành nơi tập kết rác, thực trạng đang xảy ra tại địa bàn các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phản ánh của khán giả Trường An có số 0989 bao số cuối 678. Nước từ thượng nguồn đổ về ít, hơn 1.000 hộ dân ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm của rừng tràm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Phản ánh của khán giả Phạm Minh Hoàng có số 0357 bao số cuối 777. Những ngày vừa qua, ngư dân trong tỉnh Khánh Hòa đã trúng đậm cá mai, khiến các làng chài luôn nhộn nhịp mỗi khi các ghe thuyền đánh bắt trở về bến. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số 0914 bao số cuối 904. Thiếu thốn về vật chất và nhân sự, nhiều giáo viên ở trường tiểu học Thường Phước 1A thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng lúc phải đứng nhiều lớp học. Phản ánh của khán giả Nguyên Hồng có số 0926 bao số cuối 634. Ghé thăm làng tơ lụa cổ nhất Nam Định qua chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số 0912 bao số cuối 950. Thưa quý vị, tuyến đê ngăn mặn giữ ngọt dài hàng chục km chạy qua địa bàn các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, không chỉ có chức năng ngăn mặn mà còn là đường giao thông cho bà con nhân dân giao lưu buôn bán và đi lại. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Trường An, có số 0989 bao số cuối 678 thì trong những năm gần đây, một hình ảnh không đẹp đó là tình trạng vứt rác thải bừa bãi dọc sườn đê, không những gây mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù trong những năm gần đây, xã Kỳ Thư ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động bà con ra quân thu gom, xử lý rác thải dọc hai bên sườn đê. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu ý thức của bà con nhân dân sống gần tuyến đê, thường xuyên vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Việc thu gom và xử lý rác thải, cải thiện môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhưng đến nay, rác thải nông thôn trên địa bàn Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại trở thành một vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Trước thực trạng rác thải tràn lan trên tuyến đê giữ mặn, giữ ngọt của Hải Thư, rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm giải pháp và trả lại môi trường trong sạch cho người dân nơi đây. Thưa quý vị, trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh thành, thì thời gian gần đây trên quốc lộ 3 đoạn qua đèo Kéo Pụt, nơi giáp danh hai huyện là Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Cao Bằng lại tái diễn việc vứt xác lợn chết. Theo phản ánh của khán giả Nông Quốc Lập có số 0886 bao số cuối 126 thì những con lợn chết được đựng trong bao tải chảy nước, bốc mùi hôi thối. Có con mới vứt bị chó bản cắn xé, tha lôi đi khắp nơi. Nếu xác những con lợn chết mang virus tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác thì rất nguy hiểm. Nguy cơ tái dịch trong đàn lợn ở những làng bản xung quanh rất cao. Đề nghị chính quyền hai xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên phối hợp tiến hành tuần tra kiểm soát, chôn lấp xác những con lợn chết bị vứt bừa bãi trên địa bàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay nước từ thượng nguồn đổ về ít khiến cho hơn 1.000 hộ dân ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lâm vào cảnh khó khăn. Bởi nước không nhiều nên không thể đẩy trôi được nguồn nước ô nhiễm của rừng tràm từ lâm trường Phương Ninh chảy ra kênh rạch. Theo phản ánh của khán giả Phạm Minh Hoàng có số 0357 và số cuối 777 thì do không có nguồn nước sạch sử dụng, không còn cách nào khác, bà con nơi đây buộc lòng hàng ngày phải sử dụng nguồn nước ở những tuyến kênh này, dẫu biết tiềm ẩn dịch bệnh là rất cao. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có tiền đóng mua nước. Nên dù biết nước trên tuyến kênh bờ bao lâm trường Phương Ninh thuộc ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng bị ô nhiễm trầm trọng.
nhưng chị Thạch Thị Bé Tâm vẫn lấy sử dụng hàng ngày cho mọi sinh hoạt của gia đình. Bởi nếu không sử dụng nguồn nước trên kênh thì cũng chẳng còn nguồn nước nào khác để sử dụng. Ở đây gia đình em cũng nghèo khổ quá, cũng không có tiền đi vô cây nước xài, phải xài nước sông đỡ. Nước sông thì nó hơi bị ô nhiễm, nó không có được sạch. Tại vì ba cái người ta xả ba cái nước chạm vô đó, cái nó dơ. Ai cũng xài nước sông hết trơn á. Giặt vũ này kia rồi cũng nước sông thôi. Bây giờ thì nước nó còn hơi đỡ đỡ, còn cấp hởm á, nước nó đen, nó đen hơn lúc nãy lắm mà nó hôi gịnh, nó thúi luôn á. Năm nào nó cũng có nhưng mà mấy năm rồi thì nó mau. Năm nay sao mà nó tới mấy tháng rồi mà nó cũng vẫn nước nó cũng vẫn còn đỏ như gì. Chứ mấy năm rồi thì nó cũng có vậy nhưng mà nó mau lắm, nó mau trắng trở lại. Mưa xuống là nó giả nước. Nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực bờ bao lâm trường Phương Ninh cho biết, cứ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm thì nước ở những tuyến kênh xung quanh khu vực lâm trường Phương Ninh lại đổi màu nâu đỏ, có nơi sậm đen. Nguyên nhân là do mực nước trên các tuyến sông trong khoảng thời gian này khá thấp nên nước tràm thối từ lâm trường chảy ra. Sau tháng 8, khi nước lũ đổ về thì nước sông trở nên bình thường. Tuy nhiên, năm nay đến thời điểm này nước lũ vẫn chưa về nên tình trạng ô nhiễm vẫn còn tiếp diễn. Theo chia sẻ của khán giả Minh Hoàng, chính quyền xã đã có phương án kéo nước sạch về cho bà con, nhưng do đợi kinh phí và cần thực hiện theo lộ trình. Hiện bà con nơi đây mong sớm có được nguồn nước sạch để sinh hoạt, bởi nếu cứ sống chung với nguồn nước ô nhiễm như vậy thì sẽ không tránh khỏi dịch bệnh có thể xảy ra. Thưa quý vị, mùa đánh bắt cá mai bắt đầu từ tháng 7 đến tháng chạp âm lịch hàng năm, cao điểm là vào tháng 8 do biển lặng, vì từ tháng 9 trở đi là bước vào mùa mưa bão gây khó khăn cho nghề đánh bắt. Sản lượng cá mai đánh bắt được của ngư dân cũng đều được tiêu thụ hết rất nhanh chóng, tạo niềm vui cho ngư dân sau những tháng dài biển đói. Khán giả Vũ Văn Hội có số 0914 ba số cuối 904 cho biết, năm nay mùa cá mai cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân, trong đó có ngư dân làng chài Lương Sơn. Vì vậy, đến đây trong những ngày này sẽ cảm nhận được không khí làm việc hết sức khẩn trương. Vào những ngày này, các cây thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân Lương Sơn, xã Vinh Lương, Nha Trang khi trở về bến đều đầy ắp cá mai mắc lưới, khiến bãi biển nơi đây trở nên nhộn nhịp, cảnh người dân tất bật gỡ lưới. Bình quân, mỗi ghe thuyền đánh bắt cũng thu được khoảng gần một tạ cá mai. Sản lượng này được cho là cao so với những năm trước. Vì vậy, giá bán ra cũng giảm chút ít, dao động ở mức từ 40 đến 50 ngàn đồng một kg cá. Tuy nhiên, nếu cá đã qua sơ chế, được làm sạch sẽ, giá bán sẽ cao rất gấp nhiều lần, trên dưới cả 100.000 đồng mỗi kg. Là địa bàn cách trở, điều kiện học tập khó khăn, trường tiểu học Thường Phước 1A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có những lớp học đặc biệt và những người thầy đặc biệt. Hơn 4 năm học qua thì các thầy giáo nơi đây rất nỗ lực để giao chữ cho các em nhỏ nơi điểm đầu biên giới hẻo lánh này. Khán giả Nguyên Hồng có số 0926 ba số cuối 634 cho biết, đôi khi một căn phòng nhưng có đến hai lớp học, giáo viên phải trang bị kiến thức cho hai giáo án để cùng đứng hai bục giảng trong một buổi học. Dãy bàn bên phải là các em học kiến thức toán học, còn bàn đối diện là học tiếng Việt. Vượt lên gian khó, họ vẫn từng ngày vun đắp cho những mầm xanh bằng chính sự nhiệt huyết và tình cảm chân thành của mình. Ngày ngày, thầy Phúc vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức đến các em học sinh cấp tiểu học ở ấp Rồng Bàn, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Thật cố gắng
và nỗ lực hết mình, có nghĩa là mình dạy để làm sao để hai cái hướng ra đẩy một em, ví dụ mình dạy ở môn ở lớp 4 thì môn này thì môn lớp 5 của môn khác để cho các em có sự tập trung hơn. Đây cũng là công việc của ba giáo viên trường tiểu học Thường Phước 1A, điểm Rồng Bàn, phụ trách 5 lớp học với 45 em học sinh. Trong đó, trường có 2 lớp ghép, gồm lớp 1 ghép với lớp 2, lớp 4 ghép lớp 5. Đây là những lớp học có sĩ số học sinh thấp nhất huyện. Đáng mừng là năm 2019 đến năm 2020 này, điểm trường này có 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường. Con học lớp 4 nha. Chung với các anh chị lớp 5. Thầy dạy bảo con rất nhiệt tình nên con tiếp thu rất nhiều, chăm ngoan học hành. Cuối năm đã được ảnh hưởng. Trước đây, cụm dân cư ấp Rồng Bàn được xem là ấp đảo của xã Thường Phước 1 vì mùa mưa lũ bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã. Các em học sinh phải vượt sông quãng đường dài gần 5 km để đến trường. Hiện tại, nhờ được cấp trên đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới, kết nối cụm dân cư với trung tâm xã, nên việc lưu thông đỡ phần vất vả. Song cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, nên việc huy động các em đến trường là nỗ lực rất lớn của tập thể các thầy cô giáo. Nằm bên bờ sông Vịnh, làng nghề đóng và sửa chữa tàu thuyền ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã ra đời cách đây hơn 100 năm. Trong những năm gần đây, nhiều bà con ngư dân đã khôi phục và vay vốn mở cơ sở đóng thuyền có quy mô, từng bước khôi phục lại nghề truyền thống. Nội dung chia sẻ này được khán giả Thanh Tâm có số 0914 và số cuối 563 gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Trải qua những thăng trầm lịch sử, người dân thôn Hải Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chung thủy với nghề đóng thuyền. Nhiều chủ cơ sở đã đầu tư phương tiện, máy móc thuê nhân công và học thêm kỹ năng đóng thuyền để đóng những con thuyền có công suất lớn, trị giá hàng tỷ đồng. Không chỉ cung ứng tàu vỏ gỗ cho người dân trong vùng, mà nơi đây còn sửa chữa các loại tàu thuyền có công suất lớn, nhỏ cho bà con ngư dân trong và ngoài địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động trong vùng. Theo chia sẻ của khán giả Thanh Tâm, do nghề biển bấp bênh, thu nhập không ổn định nên nhiều ngư dân đã bỏ nghề và chuyển sang làm nghề khác. Đối với những ngư dân có nhu cầu về tàu vỏ gỗ thì họ lại không đóng mới mà đi mua tàu cũ để tiết kiệm chi phí. Nghề đóng tàu kham khổ nên thời gian gần đây giới trẻ trên địa bàn cũng không mặn mà với nghề, rất ít người chọn học nghề này. Vì thế mà những thợ đóng tàu vỏ gỗ lành nghề hiện nay đa phần đã có tuổi nhưng chưa có lớp trẻ để kế cận. Thưa quý vị, một nong tằm là 5 nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Câu ca dao nằm trong tâm thức con người đã bao đời nay, nhưng mấy ai được tận mắt nhìn thấy quy trình từ kén tằm kéo ra tơ. Thế nhưng ngày nay nếu có dịp về qua làng Cổ Chất, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một làng nghề truyền thống của dân tộc đã bao đời nay, nổi tiếng với nghề ươm tơ nuôi tằm dệt lụa, thì vẫn còn được tận mắt chứng kiến cảnh nhộn nhịp của những người nông dân làm nghề. Clip được khán giả Minh Vũ có số 0912 ba số cuối 950 gửi đến chương trình sau đây là một minh chứng. Làng Cổ Chất thuộc xã Phương Đình, huyện Trực Ninh, nằm cách trung tâm thành phố Nam Định chừng 20 km. Làng điểm dừng chân thú vị cho du khách. Bởi đến đây, không chỉ được đắm chìm trong khung cảnh làng quê thanh bình, mà còn được biết đến các công đoạn của quá trình làm tơ lụa. Hình ảnh những người già, phụ nữ miệt mài với những công đoạn của nghề, những bó tơ vàng óng ánh răng đầy khắp nơi. Trong sân, ngoài ngõ, trên tường rào và đập ngay vào mắt du khách khi về với làng. Thì cái làng nghề ươm tơ này thì coi là trước đây thì là cả làng là. Đấy, nhưng bây giờ thì nó cũng khó khăn. Thế rồi là nói về cái đồng công thì nó cũng hạn. Thế cho nên là cũng không mấy người họ muốn làm. Mà đi mua kén thì nó phiền phức phải xa. Đấy, những người mà neo đơn người thì không đi được. Thế còn những người mà người ta có công thì người ta đi lấy về thì có một số mấy gia đình làm. Thế rồi còn thì
thì tơ chỉ thì kén thì lúc nào nó cũng đắt như thế, nhưng mà cái tơ chỉ nó không có giá, lúc thì nó còn có đồng công, lúc thì nhìn tua này là nỗ nặng ấy, nhưng mà cũng việc lấy của người ta cả năm cứ phải lấy. Làm nghề này phải chấp nhận sự vất vả khi phải ngồi bên cạnh lò than nóng rực, bốc hơi nghi ngút. Ai cũng phải mang khẩu trang và quần áo bảo hộ. Công đã tiếp xúc với nhiều con tằm nhộng, đôi khi khiến cho tay chân luôn nhấp nháp. Khi tạo thành kén khoảng 20 đến 25 ngày, bắt đầu công đoạn kéo tơ. Khi nước bốc khói nghi ngút, người ta đổ nong kén tằm vào nước và đun cho nước sôi lên, rồi tiếp tục đổ cả nồi nước sôi có kén tằm trong đó vào một hũ nước để trong. Những xưởng kéo tơ, người thợ làm việc trong màn khói bốc lên nghi ngút từ nồi hơi luộc kén. Vòng kéo chạy chậm chậm và từng sợi tơ vàng hoặc trắng được quấn quanh khung. Đây mới chỉ là công đoạn đầu tiên, gọi là kéo tơ. Kéo tơ xong, người thợ còn phải chỉnh tơ, nhặt tạp chất, quấn cho khuôn tơ được suôn và đều, sao cho tơ được sạch sẽ. Sau đó những cuộn tơ được cuộn thành từng bó, phơi khô dưới nắng. Từ những bó tơ này, thương lái khắp nơi đến thu mua để dệt thành lụa. Các sản phẩm tơ của làng cổ chất tuy nổi tiếng khắp nơi bởi chất lượng tốt và độ bền đẹp, nhưng ngày nay làng nghề đứng trước nguy cơ bị mai một. Dù nghề làm tơ cũng đem lại thu nhập khá ổn cho người thợ làm nghề trong những người trẻ, tuy nhiên trong làng dường như là người trẻ không còn ai theo bởi khá vất vả. Dẫu vậy, nhiều người yêu nét đẹp cổ xưa thì vẫn hy vọng nghề quay tơ kéo kén vẫn còn tồn tại mãi tại nơi đây. Thưa quý vị, với đặc thù sông ngòi kênh rạch chằng chịt, đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều chợ nổi như là Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hay là Trà Ôn của Vĩnh Long. Nhưng theo thời gian thì có chợ nổi nay đã không còn hoạt động, có chợ nổi thì bị du lịch hóa, chỉ phục vụ du khách phương xa. Gửi clip về chương trình, khán giả Nguyên Hoàng có số 0362, bao số cuối 760 muốn nhắc nhở mỗi người đi xa hoặc đến vùng đất Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Năm là một trong những điểm đến bạn không nên bỏ qua. Mời quý vị theo dõi hình ảnh thú vị được khán giả này gửi về chương trình. Ngay từ tinh mơ, khoảng 3 giờ đến 4 giờ sáng, cả khúc sông đã xôn xao bởi hàng trăm ghe thuyền, xuồng máy tụ họp. Thời điểm đông đúc nhất thường diễn ra từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng. Vào những ngày lễ Tết, chợ sẽ họp suốt cả ngày. Mỗi đêm họp chợ là 3 giờ. Rồi 3 giờ người ta mua bán dài tới sáng luôn. Yêu cầu có người mua là kêu giờ giấc nào người ta cũng mua bán vui vẻ bình thường. Rồi ghe đồ vừa hết đó thì ta đi lên vùng trên người ta lấy rồi về bán tiếp. Ghe này đến, ghe kia đi, ghe kia nọ đến, vậy đó cũng như thay đổi, thay phiên nhau vậy đó. À, nói chung chẳng cái năm là không bao giờ vắng ghe xuồng, ghe nổi cái năm là như vậy đó. Ghe xuồng tấp nập vừa ngày vừa đêm là hàng ngày là như vậy không đó, quanh năm suốt tháng. Hàng hóa ở chợ Ngã Năm được bày bán rất phong phú, là các nhu yếu phẩm cần thiết của người dân hàng ngày, đến các đặc sản nông nghiệp của địa phương xung quanh. Từ rau, củ, hay quả, đến các loại thủy hải sản, gạo muối, đồ gia dụng, thậm chí là quần áo, vải vóc. Hầu như tất cả các mặt hàng cần thiết cho cuộc sống đều được giao bán trên khúc sông tấp nập này. Nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 60 km, chợ nổi Ngã Năm thuộc địa bàn thị xã cùng tên, Ngã Năm. Sở dĩ có tên gọi này là do chợ nổi nằm chính tại giao điểm của 5 nhánh sông tỏa đi 5 ngã, Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp. Chợ nổi Ngã Năm là nơi phản ánh rõ ràng nhất nét sinh hoạt cũng như văn hóa của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ. Hàng ngày thì chợ thu hút rất nhiều thuyền bè từ các địa phương lân cận tìm về giao thương. Và trên nhánh sông này thì không khó gặp hình ảnh mỗi thuyền vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là tổ ấm sinh sống của người dân vùng sông nước.
Một trong những điều thích thú nhất với du khách là được tận mắt một lần trải nghiệm bữa sáng trên ghe thuyền. Đó có thể là bát cháo huyết lòng heo, tô hủ tiếu, bún thịt nướng, dĩa cơm tấm sườn. Theo khán giả Nguyên Hoàng thì những món ăn này đều rất giản dị, giống như tấm lòng người dân miền Tây. Phần cuối chương trình mời quý vị điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Những ngày gần đây, người dân mỗi khi đi qua tuyến đê giữ mặn giữ ngọt dọc xã Kỳ Thư ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đều lắc đầu ngán ngẩm, bởi hai bên sườn đê đã trở thành điểm vứt rác thải. Rác thải được vứt ngổn ngang dọc sườn đê bốc mùi hôi thối, khiến ruồi nhặng sinh sôi. Mỗi khi trời nắng, không thể chịu được mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác, ruồi nhặng trên dọc sườn đê. Đề nghị công an chức năng nhanh chóng tìm giải pháp trả lại môi trường trong sạch cho người dân nơi đây. Phản ánh của khán giả Trường An, số điện thoại 0989 3 số cuối 678. Hiện nay, nước từ thượng nguồn đổ về ít khiến cho hơn 1.000 hộ dân ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lâm cảnh khó khăn. Do không có nguồn nước sạch để sử dụng, không còn cách nào khác, bà con nơi đây buộc phải sử dụng nguồn nước chảy từ nguồn nước ô nhiễm của rừng tràm từ lâm trường Phương Ninh, dẫu tiềm ẩn dịch bệnh rất cao. Phản ánh của khán giả Phạm Minh Hoàng, số điện thoại 0357 3 số cuối 777. Những ngày vừa qua, ngư dân trong tỉnh Khánh Hòa đã trúng đậm cá mai, khiến cả làng chài luôn nhộn nhịp mỗi khi nghe các ghe thuyền đánh bắt trở về bến. Được biết năm nay do sản lượng thu hoạch tốt nên giá bán loại cá này thấp hơn so với những năm trước, dao động ở mức từ 40 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Là địa bàn cách trở, điều kiện học tập khó khăn, trường tiểu học Thường Phước 1A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có những lớp học đặc biệt và những người thầy cũng đặc biệt. Hơn 4 năm học qua, các thầy giáo nơi đây đã rất nỗ lực để gieo chữ cho các em nhỏ nơi điểm đầu biên giới hẻo lánh này. Phản ánh của khán giả Nguyên Hồng, số điện thoại 0926 3 số cuối 634. Làng nghề đóng và sửa chữa tàu thuyền ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tập trung ở thôn Hải Hà, nằm bên dòng sông Vịnh. Làng nghề này có cách đây gần 100 năm. Đến nay một số ngư dân nơi đây vẫn gắn bó với làng nghề này. Tuy nhiên, do nghề đóng tàu kham khổ, nên thời gian gần đây, giới trẻ trên địa bàn không mặn mà với nghề. Chia sẻ của khán giả Thanh Tâm, số điện thoại 0914 3 số cuối 563. Một nong tằm là 5 nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Câu ca dao nằm trong tâm thức con người đã bao đời nay, nhưng ít ai được tận mắt nhìn thấy quy trình từ kén tằm kéo ra tơ. Thế nhưng, ngày nay nếu ai có dịp về qua làng Cổ Chất, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một làng nghề truyền thống của dân tộc đã bao đời nay, nổi tiếng với nghề ươm tơ, nuôi tằm, dệt lụa, thì vẫn còn được tận mắt chứng kiến cảnh nhộn nhịp của những người nông dân làm nghề. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Thường hay nhắc đến chợ nổi Cái Răng của thành phố Cần Thơ, mà không biết rằng ở một khúc sông Khiêm Nhường giản dị của tỉnh Sóc Trăng còn có một phiên chợ nổi khác đặc sắc và đậm chất biển sông nước nhất. Đó là chợ nổi Ngã Năm. Từ rau củ quả đến thủy hải sản, gạo muối, đồ gia dụng và thậm chí là quần áo vải vóc, hầu như tất cả các mặt hàng cần thiết cho cuộc sống đều được giao bán trên khúc sông tấp nập này. Cùng với danh thắng Chùa Rơi, lễ hội Ok Ombo, chợ nổi Ngã Năm là một trong những điểm đến bạn không thể bỏ qua khi đến với Sóc Trăng. Hình ảnh ghi nhận từ khán giả Nguyên Hoàng, số điện thoại 0362
Ba số cuối 760. Chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.